Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thống nhất cho tạm ngưng các hoạt động qua lại, buôn bán tại các cửa khẩu phụ và các đường mòn lối mở trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh. Thời gian tạm ngưng các hoạt động qua lại, buôn bán tại các cửa khẩu phụ và các đường mòn lối mở trên tuyến biên giới là 30 ngày. Các cửa khẩu phụ và các đường mòn lối mở ngưng hoạt động, nhưng riêng hai cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Sa Mát cùng với bốn cửa khẩu chính là Cà Tum, Tràng Riệc, Phước Tân, Tống Lê Chân vẫn được thông thương qua lại biên giới, tuy nhiên sẽ được tăng cường kiểm soát y tế chặt chẽ hơn. Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng công an quân sự đã tổ chức đưa 292 người nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đi cách ly tập trung tại khu cách ly của tỉnh Tây Ninh.